Thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến, có một nhà văn đã nói: một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay. Mỗi một cuốn sách là một bức tranh kỳ diệu về cuộc sống. Sách là kho tàng quý báu của nhân loại, lợi ích mà sách mang lại cũng rất nhiều. Sách là người thầy thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô tận, dạy cho ta biết cuộc sống và biết hy sinh. Đọc sách dạy chúng ta mở rộng vốn từ và mở mang kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, gieo những ước mơ đẹp, phát triển tư duy sáng tạo và kết nối mọi người trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay. Chính vì thế, trường tiểu học Xuân Mỹ của chúng mình luôn đề cao việc đọc. Trường của mình có khu thư viện, có nhiều sách truyện hay và những bài học bổ ích. Trên mỗi lớp học cũng có góc nhỏ thư viện giúp chúng ta tra cứu, học tập và tìm tòi kiến thức. Sức khỏe là tài sản có giá trị lớn nhất trong cuộc sống một con người. Chỉ khi có sức khỏe, mình mới có thể nuôi dưỡng và sải những bước dài trên con đường biến mơ ước đó thành hiện thực. Để giúp các bạn thấu hiểu một cách toàn diện, nâng cao và bảo vệ sức khỏe bản thân cùng những người xung quanh, trải qua mỗi ngày nhiều niềm vui và tràn đầy ý nghĩa. Trong một tiết đọc sách thư viện trong lớp, mình được biết đến một cuốn sách Bách Khoa Thư Bằng Hình Về Sức Khỏe Cho Học Sinh. Mình xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đào Tấn Phát, thay mặt lớp 33, trường tiểu học Xuân Mỹ. Xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Bách Khoa Thư Bằng Hình Về Sức Khỏe Cho Học Sinh, quyển sách Nguy Hiểm Đấy, Cẩn Thận Nào, Phòng Tránh Những Hiểm Họa Xung Quanh, của nhà xuất bản Thanh Niên, do giáo sư Otsuka Yuyoshi biên soạn và được dịch ra tiếng Việt. Các bạn hãy nhìn cuốn sách nhỏ xinh này, có những hình ảnh minh họa, trực quan, sinh động. Thông qua những mẫu truyện tranh, đưa ra tình huống giúp các bạn nắm được những kiến thức để tự chăm sóc cho bản thân mình. Giáo sư Otsuka Yuyoshi hiện đang công tác tại trường Đại học Yutendo của Nhật với chuyên môn chính là giáo dục về sức khỏe, công tác bảo vệ sức khỏe học đường và đã cho ra đời bộ sách gồm 8 quyển. Quyển thứ nhất, Nguy Hiểm Đấy, Cẩn Thận Nào. Quyển thứ hai, Sự Kỳ Diệu Của Cuộc Sống. Quyển thứ ba, Một Tâm Hồn Đẹp, Một Trái Tim Đầy. Quyển thứ bốn, Tớ Lớn Lên Từng Ngày. Quyển thứ năm, Tớ Đánh Bay Cơn Cảm Cúm. Quyển thứ sáu, Ai Thơm Nhất Lớp. Quyển thứ bảy, Tớ Không Cần Đi Nha Sĩ. Quyển thứ tám, Tớ Biết Tự Chăm Sóc Mình. Cuốn sách dày 48 trang, in trên khổ giấy 17x23cm. Các trang giấy có bố cục khoa học, mạch lạc, ngắn gọn, tranh vẽ minh họa, cụ thể và đáng yêu, màu sắc tươi sáng hấp dẫn. Ngay khi nhìn vào bìa cuốn sách, bạn đã bị thu hút, lôi cuốn bởi những hình ảnh minh họa. Đi sâu vào khám phá từng trang sách, các bạn sẽ phải ồ lên thích thú bởi sự phong phú, đa dạng về nội dung lẫn cách trình bày, bắt mắt, đúng theo kiểu phong cách các truyện tranh của Nhật, rất đáng yêu với cách thể hiện đan xen những thông tin khoa học và những mẫu truyện tranh để dẫn dắt đưa ra tình huống giúp các bạn nắm được một cách rất nhẹ nhàng những kiến thức tự chăm sóc cho bản thân và cả chăm sóc cho mọi người xung quanh. Cuốn sách Bách Khoa Thư Bằng Hình Về Sức Khỏe Cho Học Sinh giúp các bạn nắm được những kiến thức, những kỹ năng để nâng cao
cao sức khỏe và lẽ sống suốt cuộc đời để trở thành người khỏe mạnh, có một cuộc sống vui vẻ, năng động và an toàn. Ngoài giá trị nội dung hữu ích, thông qua việc vận dụng tốt bộ trên, đóng vai trò như một cuốn sách tham khảo về việc bảo vệ sức khỏe cho học sinh tiểu học. Việc sử dụng những mẫu truyện tranh và hình vẽ minh họa sinh động sẽ giúp ta không chỉ dễ hiểu hơn mà còn thực hành được các biện pháp đối phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống thường ngày mà sách đã nhắc tới. Lời dạy không cứng nhắc, gò ép mà dễ tiếp thu, dễ hiểu, dễ đọc, dễ thuộc lòng, là cuốn sách không chỉ dành cho một lứa tuổi duy nhất mà còn cho cả gia đình, cho mọi lứa tuổi đều có thể đọc được. Hy vọng thầy cô có thêm tư liệu dạy học kỹ năng sống và cha mẹ lại có thêm một bài học dạy con cùng các sách chia sẻ với con, lại được học thêm kỹ năng an toàn, bên cạnh đó được phát triển toàn diện mọi mặt trong cuộc sống để trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích cho gia đình và xã hội. Nội dung của cuốn sách này đề cập tới những vấn đề như đối phó với sự vô tổ chức của thói quen trong cuộc sống hàng ngày, đối phó với xu hướng coi nhẹ sự nguy hiểm đang rình rập quanh chúng ta, giúp các em học sinh đạt được cuộc sống vui vẻ, năng động, an toàn. Bộ sách này sẽ đóng vai trò là phương pháp cụ thể thiết thực giúp lĩnh hội được những kỹ năng sống, đặc biệt là khả năng tự nhận thức cao các yêu cầu của giáo viên như kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đưa ra quyết định. Sách giúp chúng ta có thể tự mình sống vui khỏe, sống có ích hàng ngày ngay từ rất sớm. Như vậy giới thiệu đến các bạn một cuốn sách kỹ năng sống rất bổ ích. Mong rằng các bạn tìm đọc cuốn sách này và nhiều cuốn sách khác hay để trau dồi kiến thức. Các bạn hãy like và share comment cho video giới thiệu sách của